Thảo xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quay trở lại với lại BB Show của Thanh Thảo. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi hai tập đầu tiên của BB Show mà Thanh Thảo đã giới thiệu trên kênh Thanh Thảo Official. Và Thanh Thảo rất vui khi nhận được rất là nhiều những ý kiến đóng góp từ phía tất cả các anh chị và các bạn. Và nhất là có nhiều bạn đưa cho Thanh Thảo những cái ý tưởng rất là độc đáo. Có một bạn hỏi Thanh Thảo rằng, chị ơi, chị có thể chia sẻ những cái bí quyết và những cái món đồ rất là quan trọng của phụ nữ sau khi sinh xong. Thì ngày hôm nay Thảo sẽ tiếp tục giới thiệu và cùng đi chợ với lại tất cả quý vị và các bạn. Nhưng mà những cái món đồ thông dụng thì hầu như các chị em của chúng ta đều biết hết rồi. Vì vậy đó thì Thảo không cần phải chia sẻ lại. Mà ngày hôm nay Thảo chỉ chia sẻ những cái món đồ rất là độc đáo. Đối với Thảo, đây là những món mà không thể thiếu được khi mà Thảo vừa sanh xong em bé. Nên ngày hôm nay Thảo sẽ giới thiệu cùng mọi người và cùng đi chợ với mọi người nhé. Tím đẹp không? Mùa này đó là mùa ở Cali có rất là nhiều hoa tím. Đấy, hoa tím dọc hai bên đường nhiều lắm. Và bây giờ thì chuẩn bị chúng ta đi shopping ha. Mua sắm những cái đồ quan trọng nhất của phụ nữ sau sinh. Trước sinh mình cũng có thể mình chuẩn bị không cần phải sau sinh. Nhưng mà đây là những cái món đồ không thể thiếu được trong cái thời gian mà Thảo sinh em bé xong á. Thì đây là đồ vừa dành cho mẹ vừa dành cho bé. Có người thì sẽ chú ý tới nhưng mà sẽ có những người không chú ý tới. Và có những cái món mà có thể là chị em phụ nữ của chúng ta cũng ít có khi nào mà có dịp làm quen với lại những cái món đồ này. Thành ra là Thảo muốn cùng với mọi người hôm nay đi shopping ha. Chia sẻ 10 món đồ quan trọng nhất. Pumping, nói nôm na đó, đây tức là khi mà mình hút sữa cho em bé đó thì thường đó là mình phải giữ, mất công hai cái tay mình phải giữ cái máy hút sữa đúng không? Thì bây giờ mình mua cái này, mình có thể mở cái này, nó làm cái nhiệm vụ là nó sẽ giữ hai cái vòi hút để cho hai cái tay mình rảnh đó, thì mình có thể lên mạng được nè, lướt Facebook được nè. Bởi vì khi mình ngồi mình hút sữa đó thường là tới 30 phút hoặc là 45 phút mới xong, thì nhiều khi ngồi không mà cầm hai cái vòi đó thì mình sẽ không làm được cái việc gì khác hết. Cho nên là mình rất là quan trọng cái này để mà hai cái tay mình gọi là hands free đó, hai cái tay mình có thể mình làm những cái việc khác, ví dụ như lên mạng, chơi Facebook, cho nó cái thời gian mà hút sữa nó qua thật là nhanh. Là mọi người thấy không, là cái này nó đỡ, nó là một cái giá đỡ cho hai cái vòi hút đó, và lúc đó thì tay mình có thể mình dùng để mình làm những cái việc khác ha. Bây giờ cái nursing cover này đó hầu như là ai cũng, các bạn thì biết cái này nhiều rồi, thành ra Thảo cũng không cần phải nói nhiều về cái đây, nhưng mà Thảo cũng có. Tức là mình rất là tiện dụng, đó là mình muốn cho con bú bất cứ lúc nào thì khi mình đeo cái tấm vải này vào đó, nó có rất là nhiều màu sắc rất là đẹp. Thành ra là khi mà mình đeo cái này vào đó, mình che lại thì cho con bú một cách lịch sự và rất là kín đáo. Thành ra là chị em phụ nữ mình thì chắc chắn là lúc nào cũng có cái này trong cái túi đi travel lúc mà mình có em bé, hoặc là bất cứ đi đâu mình mang con mình theo thì mình nên mang theo cái này để mà cho con bú một cách lịch sự nhất, an toàn nhất. Bởi vì là bé muốn bú lúc nào thì thực sự mình cũng không có biết được, mà lỡ đang ở nơi công cộng và đang ở chỗ đông người thì sao. Nên là mình phải có cái này để mình che cho nó đẹp và nó lịch sự nữa ha, kín đáo nữa. Còn đây
đây là cái túi để đựng sữa mẹ, tất nhiên đơn giản rồi. Nhưng này hầu như là chị em chúng ta ai cũng biết hết á, để mà dùng để trữ đông cái sữa mà còn dư đó, hoặc là khi mà chúng ta pump ra, hút cái sữa ra đó, thì chúng ta sẽ dùng cái bình này để mà chúng ta ghi cái ngày lên. Quan trọng là chúng ta ghi ngày, ghi giờ, bởi vì là cái sữa mẹ đó là có ngày giờ và ấn định và dùng trong bao nhiêu lâu đó, hay là chúng ta biết được rằng là cái sữa đó chúng ta lưu trữ từ cái ngày nào và lúc nào. Thành ra là chúng ta rất là cần cái này để mà ghi thẳng lên trên cái bịch này là cái sữa đó hút ra vào lúc mấy giờ và ngày nào, để mình lưu trữ lại trong tủ đông. Và cái miệng của cái này nó rất là kín, thành ra là nó sẽ không có để đổ sữa ra ngoài. Kể cả là khi mình đi travel đó, mình rất là cần cái bịch này, bởi vì mình bỏ sữa vào trong này đó thì mình lưu lại hay mình trữ lại đó thì nó không có đổ sữa, nó cũng rất là an toàn. Thành ra là cái này thì là cũng là một món rất là cần thiết ha, khi mà mình có em bé. Rồi đây là cái miếng lót ngực ha, thì cái này chắc chắn là phải có rồi, không có là không được rồi. Nhất là khi mà mình sanh xong thì thường á là ngực của mình nó sẽ có rỉ hoặc là chảy sữa mẹ, thì mình phải dùng cái miếng lót ngực này. Thứ nhất là giữ vệ sinh cho cái đầu ngực của mình, bởi vì là tất cả cái sữa mà nó chảy ra đó thì nó thấm vào trong cái miếng lót này đó, nó không có bị lem nhem ra quần áo, hoặc là khi mà mình đi làm hay là mình đi đâu đó thì mình không có bị sữa nó chảy ra ngoài, cái đó là kỳ lắm luôn đó. Và thêm một điều nữa mà Thảo thấy rõ nhất khi mà Thảo dùng đó là an toàn và vệ sinh cho em bé của mình. Bởi vì là khi mà mình dùng cái miếng lót này đó thì lúc nào cái đầu ngực của mình cũng sạch sẽ hết, thì khi mình cho con bú mình cũng cảm thấy rằng là an tâm hơn, bởi vì là bé sẽ bú mẹ đó, thì cái đầu ngực của mình nó không bị dơ khi mà nó chạm thẳng vào trong áo ngực hay là trong cái quần áo mình mặc hàng ngày đó. Quan trọng nhất là mình phải có một cái áo ngực mà để áo dành mà cho con bú, gọi là cái nursing bra đó. Thì cái nursing bra đó là mình mặc kể cả là ban đêm đi ngủ Thảo cũng mặc luôn, và Thảo vẫn lót cái miếng lót ngực này vào ban đêm. Thì khi mà mình cho con bú nó rất là dễ dàng, bởi vì cái áo ngực mà cho con bú mình có thể kéo xuống một cách đơn giản, nhanh gọn lẹ nhất để mà cho con mình bú. Thành ra là ban đêm đi ngủ Thảo cũng sử dụng cái miếng lót ngực này cùng với lại cái nursing bra để mà mặc cho bé bú một cách nhanh gọn tiện. Rồi đây là rất là nhiều loại máy hút sữa, những cái nhỏ đó là mình dùng để đi du lịch được nè, mọi người thấy không, cái này để đi du lịch được. Đây là dạ đúng rồi, có những cái máy hút sữa tiện dụng ghê ha, cầm một cái nhỏ như vợ vậy thôi. Wow, cái này mình đi travel mình dùng được, Thảo cũng có một cái để đi travel đó, và một cái thì đặt ở nhà. Đây là cái máy Thảo đặt ở nhà nè đó, cái máy này á nó hút rất là nhanh. Nó đi kèm theo một cái bộ bình và vòi hút sữa, thì cái này mình đặt ở nhà dễ dùng lắm, rất là tiện dụng để mà mình hút sữa ra. Bởi vì là thực sự ra là khi mình cho con bú không kịp á thì mình cần phải vắt sữa ra để dành cho con. Thảo lát nữa Thảo sẽ giới thiệu cái sữa formula của Thalia, tại vì rất là nhiều người hỏi Thảo là Thalia uống cái sữa gì vậy chị, mà tại sao mà nhìn bé rất là cứng cáp, chắc nịch, to khỏe. Thành ra là bây giờ Thảo sẽ giới thiệu mọi người cái sữa mà Thalia hay uống ha. Còn đây là cái loại bình sữa mà Thảo dùng cho con của Thảo đây nè, là hiện nay ha. Đó, đây là Thảo dùng cái bình sữa này cho con, tại vì ở bên trong thì có cái ống hút hơi đó, làm cho bé không có bị sặc và không có bị ngộp. Có nấm vú theo từng cái loại một, loại số 2, loại số 3 gì đó. Thì ở đây rất là nhiều loại bình sữa, nhưng mà Thảo thì dùng cái loại này. Thảo thấy nó vừa đẹp mà nó có bị chảy sữa ở xung quanh đây nè. Đó, cũng có nhiều loại bình nó bị chảy sữa khi mà con cầm, sữa nó chảy xung quanh đây. Nhưng mà thật sự mà nói là Thảo chưa có dịp dùng tới cái bình này, mặc dù mua rất là nhiều nhưng mà chưa có dùng tới, là bởi vì là từ nhỏ đó là Thalia uống bú sữa mẹ. Ngoài ra thì Thalia uống cái loại ready to go, ready to fit của Similac, bởi vì là cái đó là sữa nước đã pha sẵn rồi trong những cái bình nhỏ nhỏ này nè, thành ra là bé uống một lần xong rồi dục luôn cái bình và cái nấm vú. Thành ra là mình chưa có cơ hội để dùng cái bình này, mặc dù mình cũng mua cả một đủ màu luôn, hết xanh đỏ tím vàng hết. Còn đây á là cái khăn giấy ướt, mình nói nôm na là khăn giấy ướt dùng để rửa lau nấm vú
và lau cái núm của cái chai sữa. Mọi người thấy không, đây là chuyên dùng luôn, có baking soda nữa, để dùng để mà mình cho em bé, ví dụ như là cho bình sữa nè, hay là cho núm vú nè, hay là cho những cái đồ chơi mà bé nó ngậm vào trong miệng á, thì mình nên có cái này. Bởi vì là có rất là nhiều em bé là mình mua đồ chơi để cho con ngậm trong miệng, bởi vì bé bị ngứa răng á, thì thành ra lúc nào mình cũng phải thủ cái này để mà mình lau cái món đồ chơi đó liên tục, chứ nếu không thì con bỏ vào miệng ngậm như vậy cũng rất là nguy hiểm. Mọi người có thể đọc kỹ là không có alcohol nè, rồi không có chemicals nè, rồi perfect để mà on the go, tức là để mình có thể cầm đi bất cứ nơi đâu ha. Thì thành ra là mình muốn xài lại cái núm vú đó, thì sau khi con bú xong thì mình lau sạch cái núm vú rồi mình hẳn sử dụng lại lần nữa ha. Để mà lau tay cho bé, hay là lau mặt, hay là lau mông cho bé đó, thì phải dùng cái loại này. Bởi vì cái loại này là 99% là nước. Thì cái loại này đó Thảo thấy là rất là nhiều nước, mà lại là cái loại organic nữa, nó không có chất tẩy rửa, không có những cái hóa chất gây độc hại cho em bé, thành ra là Thảo dùng cái loại này nước nhiều lắm. Nếu mà mình xài thường xuyên thì mình đặt cái thùng to, như Thảo thì Thảo đặt cái thùng to. Còn khi mà Thảo đi travel hay là đi đâu đó 2 tuần, đi châu Âu hay là đi Việt Nam, thì Thảo sẽ mua cái bịch này để bé đủ xài trong một cái thời gian ngắn nhất định nào đó. Talia dùng bây giờ là con gần 12 tháng, thì con đang dùng là số 5. Đây là tã số 5, đây là tã quần. Tiện lắm, chỉ cần chùm vào một cái thôi mình có thể sử dụng được rồi. Nhất là mùa hè này đó, thì Talia mặc váy đầm hay là những cái áo ngắn ngắn á, rồi cái này nó sẽ là thay cho quần, mà vừa mát ha, mà vừa sạch sẽ nữa, và cũng tiện nữa đó, bé không cần phải mặc thêm quần ở bên ngoài nữa, thì cái này nó rất là đẹp. Cái này mà có rất là nhiều hình hài kiểu dáng, nhưng mà Thảo chọn cái loại tã quần. Con đang dùng số 5, bởi vì là số 5 là từ 27 pounds trở lên, tức là khoảng 12 kg trở lên, thì hiện nay là Thalia là 28 pounds rưỡi, thành ra là Thảo dùng số 5 cho Thalia. Rồi bây giờ thì mọi người biết rằng là mình những cái khăn giấy ướt á, để mà chùi cho em bé, lau mặt hay là lau lau mông cho em bé đó, thì hầu như là ai cũng biết và ai cũng có hết. Mình có con nít là mình sẽ có cái khăn giấy ướt đó, gọi nôm na là khăn giấy ướt. Thì đây là khăn giấy ướt dành cho cái vòi của cái bình cái máy hút sữa. Đây là cái vòi của cái máy hút sữa nè, và cái này đó là gọi là cái quick clean wipes, cái khăn giấy ướt để mà mình lau cho cái pumps và những cái accessories mà mình dùng để mà mình pump sữa, mình hút sữa cho em bé. Thì cái này rất là tiện dụng khi mà mình đi travel hay là những cái nơi mà mình không có nước nóng, mình không có nước sôi để mà mình tiệt trùng những cái món đồ này, thì mình nên mua cái này theo để trong túi sách. Bởi vì là khi mà mình mỗi lần mình pump sữa xong á, thì thường là nếu ở nhà thì mình sẽ dùng nước sôi để mình tiệt trùng những cái món đồ này, nhưng mà khi mình đi ra ngoài hay là mình đang đi du lịch hay mình đang đi xa thì mình không có cách nào để mình tiệt trùng được những món đồ này đó, thì mình nên dùng cái này thì sẽ giúp mình rất là nhiều. Để Thảo xem nào, cái này mình còn chùi được cho rất là nhiều thứ nữa, tiệt trùng cho rất là nhiều thứ nữa, nhưng mà đặc trưng nhất là dành cho cái vòi của cái máy pump sữa, cái máy hút sữa ha. Đây ha, và cũng có rất là nhiều hiệu để chọn. Rồi mọi người, đây một món nữa không thể thiếu được, đây là cái cream, đây là cái kem để bôi vào cái đầu ngực. Thảo thì may mắn đó là Thalia từ cái ngày đầu tiên mà Thảo cho bé bú mẹ đó cho tới bây giờ là bé gần 1 tuổi rồi, bé vẫn tiếp tục bú mẹ. Thì trong suốt cái quá trình mà Thảo cho bé bú mẹ đó, hầu như là bé không có cắn mẹ, và cũng không có hút quá mạnh, bởi vì là mình có học cái lớp dành cho trẻ sơ sinh, mình có đi học và các cô y tá có dạy cho mình cái cách đặt em bé vào cái bầu ngực của mình như thế nào một cách đúng nhất để mà em bé có thể hút được sữa một cách ngon lành nhất mà cũng không có làm đau cái ngực của mẹ. Thành ra Thảo chưa có cơ hội để dùng đến cái cream này, nhưng thật ra thì hầu như là các bạn, một số bạn cũng bị là bé hút mạnh quá thì làm cho cái ngực mình bị đau, hoặc là bé có khi mà bé có răng á thì bé lại cắn.
thì lúc đó thì ngực nứt hoặc là bị chảy máu hay là bị đau đó, thì mình dùng cái cream này để mình bôi lên cái đúng ngay cái đầu ngực của mình đó, thì mình nên thủ cái này trước nha, để có gì là mình bôi vào đó. Đây là kem cho đầu ngực ha. Cảm ơn mọi người đã cùng đi chợ với lại Thảo trong những cái món đồ quan trọng của phụ nữ sau sinh và khi mà mình có em bé. Và Thảo sẽ rất vui được gặp lại mọi người trong BB Show số thứ tư. Và mọi người có thể đăng ký theo dõi trên cái trang YouTube Thanh Thảo Official để gửi những cái tin nhắn là mọi người muốn Thảo chia sẻ về vấn đề gì nữa, và những cái điều gì mà mọi người quan tâm cũng như những ý kiến đóng góp của mọi người có thể gửi đến trang Thanh Thảo Official và đăng ký để theo dõi tiếp những cái tập tiếp theo này nữa nhé. Và Thảo sẽ sẵn sàng chia sẻ cùng với quý vị những điều xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Rồi hẹn gặp lại quý vị trong những cái tập tiếp theo của BB Show. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Để làm chứng minh tình yêu của em, một sao kia sáng lung linh, nhìn thấu tim em thì thầm bên tai của em từng đêm, chuyện trò những lúc anh không kể bên, một sao lung linh luôn nói rằng em rất yêu anh. Nếu như trên bầu trời không vì sao.